Rồi Hiếu xin chào mọi người. Thì hôm nay thì Hiếu đang chở phân ra ruộng để giao cho bà con đang rải phân nè. Đó. Và cái đợt cử rải này là rải thứ hai nha mọi người, sau dặm đó thì cái cử thứ hai. Đó. Và mọi người xem thì cái ruộng lúa phía sau lưng mình á thì đang phát triển rất là tốt. Và cái chủ ruộng này á thì là mỗi năm luôn mọi người, là xài có một loại này thôi. Đó. Và năng suất cho rất là tốt. Và phân đó phân gì thì xin mời mọi người xem tiếp cái video nha. Đó. Và nếu mà mọi người thấy hay á, thì mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về nông nghiệp nha mọi người. Đó. Mọi người xem phía sau nè. Cái miếng ruộng này là khá lớn và rất là đẹp luôn mọi người. Đó, đây là cái miếng ruộng nè mọi người. Đó. Và cái cử phân đầu tiên á, thì chủ ruộng này gãy phân đơn nha mọi người, ure DP để cho cây lúa nó nhảy con á, lấy mạ dặm. Nhưng mà thật sự thì năm nay cái mạ nó lúa nó thời tiết nó thuận lợi đó mọi người, thì cây lúa nó phát triển rất là tốt và cũng không có thưa lắm. Đó, công dặm thì cũng ít thôi, chỉ vài người thôi, và dặm một miếng từ phía bên đây đó, dài qua tới bên đây, qua bên kia luôn mọi người. Đó, đó là miếng ruộng. Và hôm nay thì đây cái loại phân mà mình chở ra nè mọi người xem ha. Đây là phân đầu trâu 998 của công ty Bình Điền ha. Đó. Thì cái loại phân này nó là phân hỗn hợp và nó dùng để bón thúc đợt 2. Ở trên cái bao phân nè là công ty họ ghi cũng rất là rõ ràng nè. Đó. Mọi người xem đây là cái logo của công ty Bình Điền ha, rất là quen thuộc luôn. Và mình cũng xin nói thêm luôn thì cái phân hỗn hợp này thì công ty họ đã phối trộn với một cái công thức là nó rất là chuẩn. Đó, chuyên dùng cho cây lúa đợt 2. Thì ở trong cái phân này thì nó có chút xíu nữa mình sẽ quay ở phía sau cho mọi người xem. Đó. Bón thúc đợt 2 tốt nhất cho lúa. Và cái hướng dẫn sử dụng là mọi người, thì đối với cây lúa thì từ 18 tới 22 ngày sau xạ đó thì chúng ta bón thúc đó là từ 150kg tới 200kg cho 10 công. Tức là một công như tầm 15 tới 20kg nha mọi người. Và không cần bổ sung thêm các loại phân khác. Đó. Thì ở đây thì họ đã trộn sẵn, trong đó gồm có UG, DP và kali rồi. Đó. Nên mình cũng không cần phải trộn. Cái này họ đã trộn sẵn thì mình khỏi mất công phải trộn. À, chủ ruộng kêu tới 10 bao lần, mình mới chở ra chuyến đầu tiên thôi, 3 bao và mình quay lại cho mọi người xem. Đó. Ở phía mặt hông của công ty này, của bao phân nè mọi người. Đó. Thì nó cũng có logo của công ty phân bón Bình Điền ha. Đó. Và đầu trâu 998. Và bây giờ mình sẽ lật cái mặt lưng của cái bao phân đó để mình cho mọi người xem. Đây. Đây mọi người. Cái mặt phía bên đây nè, thì ở trên bao phân nó cũng có là cái logo. Đó. Và bên đây là nó có cái đây. Hàng Việt Nam chất lượng cao nha. Đó. Nó đã được chứng nhận nè. Và mặt bên đây thì nó cũng ghi là đầu trâu 998 và bón thúc đợt 2 tốt nhất cho cây lúa. Và ở đây thì cái thành phần đó nè, thành phần và định lượng nè, đạm là 20%. Đó, và lân là 10%. Và kali là 6%. Lưu huỳnh 2%. Rồi song song đó thì nó có cái chung vi lượng như là Te nè. Rồi đồng, kẽm, bo, rồi mangan ha, và độ ẩm là 2%.
Và mọi người xem cái hàng chữ đỏ này là đó là sản phẩm được quản lý chất lượng bởi ISO 9001 năm 2015 nha mọi người. Và ở đây công ty họ ghi rất là rõ ràng là sản xuất tại nhà máy phân bón Bình Điền, Long An. Đây, và địa chỉ nè rất là rõ ràng luôn ha, điện thoại, website, các thứ. À, thì Bình Điền thì một công ty rất là lớn, thì mọi người cũng đã rất là quen thuộc với những cái mẫu phân như là 998, 999, rồi 2015, đầu trâu. Đó, và bây giờ thì nó có thêm một số loại khác nữa. Nhưng mà cái phần 998 này lúc xưa bà con xài rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì ra rất là nhiều loại phân nên bà con không có xài nhiều như lúc trước nữa. Nhưng mà 98 này thì mình chỉ còn bán lại cho một vài nông dân thôi. Đó, và những nông dân đó đã xài 98 rồi thì họ vẫn xài vài. Đó, không có bỏ nha mọi người. Đó. Đây là cái chuyến thứ hai mình chở xuống thêm nè mọi người. Đó. Ở đây thì hôm nay thì bác ba gãi phân. Đây mọi người xem cái hộp phân của phân 998 đầu trâu nè mọi người. Đó. Nha. DAP là cái hạt màu xanh nè, hạt DP rất là bóng luôn. Rồi cái hạt màu trắng là cái đạm. Đó, và còn cái hạt đen đen này nè thì nó là một số cái chung vi lượng đó. Còn cái hạt màu đỏ đó là kali. Đó, cái này thì công ty họ đã phối rồi thì mình chỉ việc mình khui ra và mình rải ra khỏi mất công phải trộn. Đó. Tiết kiệm được cái công trộn phân. Trộn thì ai kỹ mới chịu, còn không kỹ thì đều. Nếu mà trộn không kỹ thì không đều, đúng rồi. Ai kỹ thì ai ba lần đó. Nhiều đây chắc đứt một buổi quá bác ba. Một ngày. Một ngày luôn hả? À, mình đi có thằng cháu heo mình đi theo nữa à. Bữa hổm nó đút chân vô câm á mọi người. Đó, coi nó đi cà thọt à. Thử năng câm gì vậy? Thử năng câm gì đó? Mất cỡ rồi mọi người ơi, nó không dám nói chuyện luôn rồi. Con bỏ mình ra xuống xuồng đó cô Sáu. Đó mọi người, bác ba đang bác thao phân đi rải sau khi mà đã hút một điếu thuốc với uống nước rồi đó, thì rải tiếp thao tiếp theo đó. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây nha, giờ mình cũng đi về.